Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Bộ Y tế yêu cầu khoanh rộng hơn mà tỉnh không nghe thì báo cáo tôi. Quý vị thân mến, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế phải giúp tỉnh Bắc Giang có phương án giãn cách xã hội, khoanh vùng cách ly y tế cụ thể, đảm bảo dập dịch nhanh nhất. Bốn yêu cầu cấp bách để chống dịch tại Bắc Giang được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Bắc Ninh, Bắc Giang. Trước hết, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế, bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang phải giúp tỉnh Bắc Giang có phương án giãn cách xã hội, khoanh vùng cách ly y tế cụ thể, đảm bảo khống chế, dập được dịch nhanh nhất. Khoanh rộng đến đâu phải rất cụ thể, không chỉ dừng lại ở nguyên tắc. Trường hợp bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khoanh rộng hơn, phải có giải pháp mạnh hơn mà tỉnh công nghệ thì báo cáo tôi để lệnh cho tỉnh thực hiện, Phó Thủ tướng nói. Thứ hai, Bộ Y tế phải có sự thống nhất, chỉ huy công tác xét nghiệm, phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng hỗ trợ giữa các công nghệ xét nghiệm. Tỉnh Bắc Giang triển khai ngay việc công nhân tự lấy mẫu, xét nghiệm nhanh để giải quyết nhanh, không thiếu người lấy mẫu và nhất thiết không để thiếu sinh phẩm xét nghiệm. Chúng ta tiết kiệm nhưng dịch đã vào khu công nghiệp rồi nên không và không thể quá chi ly, ông Đam nhấn mạnh. Ông đề nghị Bộ Y tế chi viện tối đa cho tỉnh, trường hợp chưa đủ, tỉnh tổ chức mua ngay theo cơ chế, chống dịch như chống giặc. Thứ ba, Phó Thủ tướng cho rằng hiện tại các khu nhà ở của công nhân tại Bắc Giang quá đậm đặc, không chỉ dễ lây nhiễm chéo mà sinh hoạt cũng rất bí bách trong điều kiện nóng nực. Vì vậy, tỉnh cần tổ chức xét nghiệm, sàng lọc sớm để điều chuyển bớt những người có nguy cơ nhiễm bệnh thấp về các điểm cách ly ở thôn, xã khác, tổ chức quản lý chặt chẽ, an toàn. Thứ tư, trước dự kiến của các ca bệnh sẽ tăng khi tiến hành xét nghiệm nhiều lần trường hợp F1 trong các khu cách ly, phong tỏa và cả trong cộng đồng, Bộ Y tế cần khẩn trương tổ chức các tuyến điều trị, không chỉ riêng bệnh nhân trên địa bàn thực tỉnh. Các sở y tế tuyến trung ương và bệnh viện có năng lực điều trị bệnh nhân nặng trên địa bàn của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cần giải phóng bớt bệnh nhân không có triệu chứng, đã xét nghiệm âm tính lần 2 để sẵn sàng đón bệnh nhân có diễn biến nặng. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc hướng dẫn, tổ chức để công nhân tự xét nghiệm nhanh là rất đúng đắn, cần thiết trong điều kiện cụ thể ở tỉnh Bắc Giang hiện nay. Bộ Y tế đảm bảo có đủ nguồn cung sinh phẩm xét nghiệm. Về việc giãn bớt các khu nhà trọ, nhà ở công nhân, ông Sơn cho biết đã bắt đầu thực hiện được hơn 1.700 trường hợp, những ngày tới sẽ triển khai mạnh hơn. Ông khẳng định Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang sẽ luôn thống nhất về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15/26 trên địa bàn. F1, cố thủ trên tầng 3 không đi cách ly, Bắc Giang điều xe thang tới cưỡng chế. Quý vị thân mến, dù được tuyên truyền vận động cách ly tập trung, nhưng F1 Nguyễn Thị Quy vẫn cố thủ trên tầng 3, khiến cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang phải điều xe thang tới cưỡng chế. Mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc cơ quan chức năng Bắc Giang phải dùng xe cầu chuyên dụng đưa lực lượng lên tầng 3 của một nhà dân để áp giải trường hợp thuộc diện F1 đi cách ly tập trung. Trong khi Bắc Giang đang quay cuồng chống dịch bùng phát, thì sự chống đối, bất hợp tác của trường hợp F1 này khiến dư luận rất bức xúc. Sau khi tiếp nhận thông tin trong đêm, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, chỉ đạo Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Giang làm rõ sự việc. Theo báo cáo của thành phố Bắc Giang, đối tượng F1 nói trên là chị Phạm Thị Quy, sinh năm 1977, trú tại tổ 6, phường Trần Nguyên Hán, thành phố Bắc Giang. Qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng xác định chị Phạm Thị Quy có tiếp xúc với F0 là bệnh nhân DVS ở huyện Yên Dũng. Tuy nhiên, khi chính quyền thành phố Bắc Giang ra quyết định cách ly tập trung thì chị Phạm Thị Quy kiên quyết không đồng ý, lên tầng 3 nhà mình cố thủ, chống đối lực lượng đến cùng. Sau nhiều giờ thuyết phục, vận động không có kết quả, đến tối ngày 26 tháng 5, lực lượng chức năng thành phố Bắc Giang đã phải điều xe thang chuyên dụng để đưa lực lượng lên tầng 3 nhà chị Quy, cưỡng chế áp giải đối tượng đi cách ly tập trung. Hiện thành phố Bắc Giang đang lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Quy theo quy định. Dịch bệnh tấn công phổi như thế nào? Quý vị thân mến, sau hơn một năm đại dịch xảy ra, chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc về nghiên cứu vaccine, xét nghiệm chẩn đoán và các phương pháp điều trị dịch bệnh. Nhưng với dịch bệnh, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Cách thức dịch bệnh tấn công phổi. Ở giai đoạn 1 của dịch bệnh, các dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy biến chủng nguy hiểm và phổ biến nhất ở các bệnh nhân nhiễm dịch bệnh là viêm phổi. Theo dữ liệu, trong số 99 người đầu tiên bị viêm phổi nặng do nhiễm dịch, có đến 3/4 là viêm phổi cả hai lá phổi. Khoảng 14% trong số đó có phổi bị tổn hại do hệ miễn dịch gây ra, 11% bị suy đa tạng do nhiễm trùng huyết, một số khác có nguy cơ biến chứng trong thời gian điều trị tại bệnh viện như bội nhiễm vi khuẩn. SARS-CoV-2 cũng tấn công vào phổi qua 3 giai đoạn cũng như SARS. Những ngày đầu mới nhiễm, virus tấn công dồn dập tế bào phổi, chủ yếu là lớp tế bào bảo vệ lông màu, sau đó làm bong tróc lớp bảo vệ này,
Khi mất đi lớp bảo vệ, đường hô hấp bị chất bẩn, dịch lỏng và virus tràn ngập. Cách thức tấn công này khiến nhiều bệnh nhân bị nhiễm cả hai lá phổi. Sau giai đoạn 1, nếu hệ miễn dịch bệnh của bệnh nhân đủ khỏe sẽ hồi phục. Khi chuyển sang giai đoạn 3, tổn thương phổi nặng sẽ tiếp tục lan rộng, dẫn tới suy hô hấp cấp tính, thở nhanh, khó thở, tím tái. Trong trường hợp bệnh nhân có hồi phục, phổi sẽ bị tổn thương nặng và không thể hồi phục. Bệnh nhân nặng, phổi có thể khó phục hồi. Hai nghiên cứu đến từ Đại học Columbia và Viện Brand MIT đã tiến hành phân tích các mẫu mô thiết yếu thu thập được các bệnh nhân tử vong, phát hiện ra rằng phổi của những người chết do dịch bệnh chứa đầy các tế bào miễn dịch được gọi là đại thực bào. Mặc dù các đại thực bào thường giúp chống lại một số loại virus truyền nhiễm, nhưng dường như trong trường hợp này lại tạo ra một chu kỳ viêm nặng luẩn quẩn làm tổn thương thêm mô phổi. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện rằng các đại thực bào tạo ra nồng độ cao, một loại protein viêm được gọi là cytokine. Tình trạng này là một phản ứng miễn dịch nghiêm trọng, trong đó cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch và protein có thể phá hủy các cơ quan khác. Điều này có thể giải thích tại sao những bệnh nhân trẻ tuổi không có bệnh lý nền lại có thể tử vong khi nhiễm dịch. Khi một người qua khỏi và bình phục sau khi bị nhiễm trùng đường hô hấp điển hình như cúm, phổi sẽ bình phục. Nhưng ở bệnh nhân nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng, cả hai nghiên cứu đều cho thấy quá trình phổi hồi phục không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. SARS-CoV-2 không chỉ phá hủy các tế bào trong túi khí, được gọi là phế năng, rất cần thiết cho việc trao đổi oxy và carbon dioxide, mà viêm không được kiểm soát làm suy yếu các tế bào còn lại. Trong cả hai nghiên cứu, mô phổi cũng chứa một số lượng tế bào sợi nguyên bào, số lượng này ngày càng tăng. Cùng một loại nguyên bào sợi thúc đẩy nhanh quá trình sơ hóa phổi được thấy ở bệnh nhân nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng. Các phát hiện chỉ ra các protein nguyên bào sợi cụ thể có thể đóng vai trò là mục tiêu của các loại thuốc tiềm năng. Hy vọng rằng với bộ dữ liệu từ hai nghiên cứu này cùng với các phân tích và nghiên cứu trong tương lai sẽ cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về các biến chứng lâu dài ở những bệnh nhân phục hồi sau dịch bệnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các liệu pháp đầy hứa hẹn với những mục tiêu ngăn ngừa các biến chứng và tử vong trong tương lai của dịch bệnh. Bắc Giang gia tăng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng tại các khu cách ly. Quý vị thân mến, trong khi 2/3 ổ dịch trên địa bàn đã được kiểm soát, mối lo tại Bắc Giang là có chiều hướng gia tăng các trường hợp lây nhiễm cộng đồng, chủ yếu trong khu vực đã cách ly, phong tỏa. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0 là 1.567 trường hợp, tăng 168 trường hợp. F1 là 14.155 trường hợp, tăng 982 trường hợp. F2 là 62.831 trường hợp, tăng 1.490 trường hợp. Hai ổ dịch ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam và tại khu công nghiệp Văn Trung đã được kiểm soát. Các trường hợp mới phát hiện ở khu công nghiệp Văn Trung vẫn đều là các trường hợp chuyển từ F1 sang F0 và đã ở trong các khu cách ly phong tỏa. Số ca nhiễm mới chủ yếu tập trung tại khu công nghiệp Quang Châu. Đến nay đã có 1.113 trường hợp F0, tăng 118 trường hợp, đều ở trong khu cách ly và ở khu vực phong tỏa. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, ngoài các ổ dịch trên, đã xuất hiện một số trường hợp F0 không phải là công nhân trong các khu công nghiệp do lây từ công nhân sang người nhà, người tiếp xúc gần. Đáng chú ý, có 4 nhân viên y tế bị lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các ca bệnh mới phát hiện đều là các địa phương đã được phong tỏa, cách ly y tế. Địa phương đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan. Dự báo trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả các công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Song các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu đã được cách ly, theo dõi y tế. Đáng lưu ý đã có chiều hướng gia tăng các trường hợp lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, song các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu trong các khu vực đã cách ly, phong tỏa. Trong ngày, tỉnh đã tập trung tiến hành lấy mẫu test kháng nguyên cho hơn 18.000 công nhân tại các thôn Trung Đồng, Núi Hiểu, Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, đang là các ổ dịch nóng, tâm điểm dịch. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được 649.193 mẫu. Riêng trong ngày 26 tháng 5 đã lấy thêm được 12.287 mẫu, đã chạy được 637.016 mẫu, còn 12.177 mẫu đơn chưa có kết quả. Tỉnh đã chuyển các cơ sở đang chạy như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Việt Nga 3.788 mẫu, Bệnh viện Quân y 103 7.381 mẫu, CDC tỉnh 1.058 mẫu. Trong ngày cũng thực hiện test nhanh cho 5.726 trường hợp, phát hiện 41 trường hợp test nhanh dương tính. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu áp dụng các độ cách ly xã hội cao hơn đối với các địa phương có nguy cơ cao, đặc biệt là tại huyện Việt Yên, có các khu dân cư tập trung đông công nhân mà hiện nay đang là các ổ dịch nóng. Chỉ đạo rà soát, sàng lọc, lập danh sách các trường hợp công nhân trong các khu nhà trọ, người đang cách ly tập trung, đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày, xét nghiệm âm tính lần 3, quyết định cho tiếp tục cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung, yêu cầu cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tăng cường vai trò của tổ dịch cộng đồng, giám sát thực hiện. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt những người vi phạm để đảm bảo mọi người chấp hành các quy định phòng chống dịch.
Chỉ riêng trong 2 ngày 25-26 tháng 5 năm 2021, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt là trên 900 triệu đồng, đã khởi tố một trường hợp chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch. Ông Biden đặt thời hạn 90 ngày để hoàn tất báo cáo về nguồn gốc dịch bệnh. Quý vị thân mến, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các trợ lý xác định nguồn gốc của virus dịch gây ra đại dịch. Nghe ông nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang xác định nhiều giả thuyết, trong đó có khả năng một số sự cố trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Các cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét hai khả năng nhưng vẫn thiếu bằng chứng đủ mạnh để kết luận, ông Biden cho biết. Những thông tin này đã được nêu trong báo cáo gửi ông Biden. Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu các trợ lý báo cáo chi tiết rằng liệu virus corona có phải xuất phát từ tiếp xúc của con người với động vật mang bệnh hay từ một số sự cố trong phòng thí nghiệm, theo tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra. Việc ông Biden bất ngờ tiết lộ về báo cáo tình báo nội bộ và chưa phải cuối cùng của Mỹ cho thấy cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch vẫn tiếp tục diễn ra trong chính quyền hiện nay. Dịch bệnh đến nay đã giết chết hơn 3 triệu người trên khắp thế giới. Nguồn gốc của virus này đến nay vẫn là vấn đề tranh cãi trong giới chuyên gia. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 3 cùng với các nhà khoa học Trung Quốc, nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng virus có thể đã lây ra từ sơi sang người thông qua động vật trung gian khác và khả năng lây nhiễm thông qua một số sự cố trong phòng thí nghiệm được coi là rất khó xảy ra. Washington vẫn khó chịu với điều họ cho là thiếu sự hợp tác của Trung Quốc đối với hoạt động điều tra quốc tế. Tôi đã yêu cầu cộng đồng tình báo tăng gấp đôi nỗ lực để thu thập và phân tích thông tin nhằm đưa chúng ta đến gần hơn một kết luận cuối cùng và báo cáo lại cho tôi sau 90 ngày, ông Biden nói. Trong nỗ lực đó, tôi đã yêu cầu điều tra thêm nhiều lĩnh vực, bao gồm các câu hỏi cụ thể cho Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nói. Các cơ quan tình báo Mỹ đã điều tra nguồn gốc dịch bệnh từ khi chính phủ đã nhận thấy đây là một mối đe dọa y tế nghiêm trọng từ đầu năm 2020. Đầu tuần này, các nguồn tin từ chính phủ Mỹ nói rằng, trong một báo cáo tình báo của Mỹ, từ thời chính quyền Donald Trump nói rằng có 3 nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm vào tháng 11 năm 2019 và phải đi viện với những triệu chứng giống dịch bệnh và cúm mùa. Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói rằng cơ quan này sẽ đề xuất các bước tiếp theo trong mấy tuần tới. Phái đoàn Trung Quốc tại WHO trước đó đã kêu gọi tất cả các bên có thái độ minh bạch và cởi mở để hợp tác với nỗ lực của WHO nhằm điều tra nguồn gốc của virus.